Sau 50 tuổi, bí quyết sống thọ không hẳn là siêng năng tập thể dục mà lười làm 4 điều này. Thứ nhất là lười thức khuya. Những người ở độ tuổi này thì thường bắt đầu suy giảm chức năng thể chất. Quá trình trao đổi chất diễn ra là chậm lại và khả năng tái tạo tế bào suy yếu, chức năng miễn dịch suy giảm. Ngoài ra, chúng ta còn già đi, đồng hồ sinh học của cơ thể thay đổi. Vì vậy, những người trên 50 tuổi thì nên duy trì cái thói quen làm việc và nghỉ ngơi điều độ để đảm bảo cái thời gian ngủ đủ giấc thì cơ thể của chúng ta mới khỏe mạnh. Do đồng hồ sinh học của cơ thể có liên quan mật thiết đến quá trình bài tiết hormone, thiếu ngủ sẽ dẫn đến bài tiết quá nhiều hormone. Điều này dẫn đến cho cơ thể của chúng ta rơi vào cái trạng thái căng thẳng và rất dễ đến những cái vấn đề như là tăng huyết áp và những cái vấn đề về tim mạch. Đồng thời thì thức khuya trong cái quá trình dài thì sẽ làm giảm chất lượng của giấc ngủ, ảnh hưởng đến cái quá trình sửa chữa và tái tạo là các tế bào trong cơ thể, từ đó khiến cho cơ thể dễ mắc các triệu chứng như mệt mỏi, đau đầu và suy giảm trí nhớ. Thứ hai là lười uống trà đậm. Ở độ tuổi 50 thì rất là nhiều người thường có cái thói quen sở thích như là uống trà. Tuy nhiên không nên uống trà đậm vì có thể là kích thích dạ dày và ruột và có thể gây ra tiêu chảy, táo bón và các vấn đề khác. Hơn nữa, trà đặc thì chứa rất là nhiều caffeine, là những cái chất rất dễ gây kích ứng và làm cho tăng cái gánh nặng cho tim, khiến cho huyết áp của mình là tăng cao và ảnh hưởng đến chất lượng của giấc ngủ. Người trên 50 tuổi thì mạch máu và chức năng tim thì nó tương đối yếu. Nếu mà mình dùng quá nhiều cái thức uống này thì sẽ làm cho nguy cơ mắc bệnh tim mạch và mạch máu não cao. Thứ ba là lười uống bia rượu. Bia rượu là một trong những cái thức uống mà tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ đối với sức khỏe như là tim mạch, viêm gan, loét dạ dày và các bệnh nguy hiểm khác. Hơn nữa, theo cái tuổi tác thì cái khả năng trao đổi chất của cơ thể của mình nó sẽ bị chậm lại, dẫn đến rất là nhiều những cái chất độc hại và tích tụ lâu dài trong cơ thể và gây ra rất là nhiều những cái vấn đề nghiêm trọng khác. Do đó, không những chỉ là những người 50 và với bất kỳ cái đối tượng nào thì mình cũng nên hạn chế hoặc là tốt nhất là không sử dụng rượu bia. Thứ tư là lười ăn đồ ăn thịt đỏ và đồ muối. Khi con người già đi thì những cái chức năng cơ thể thì trên mình sẽ bắt đầu suy giảm, hệ thống trao đổi chất cũng dần dần hoạt động chậm lại. Do đó cái khả năng tiêu hóa và hấp thụ các thức ăn của cơ thể của mình sẽ suy yếu đi. Lúc này thì thường xuyên tiêu thụ những cái loại thực phẩm đậm vị, nhiều dầu mỡ sẽ làm tăng thêm cái gánh nặng cho hệ tiêu hóa và không tốt cho sức khỏe. Ngoài những cái hạn chế về thực phẩm mặn và nhiều dầu mỡ thì mọi người cũng nên ăn ít những cái loại thịt đỏ và dưa, muối. Dù thơm ngon đến đâu thì những cái loại thực phẩm này cũng sẽ gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Ăn quá nhiều thịt đỏ thì cũng có nguy cơ làm tăng đột quỵ do chúng chứa rất là nhiều chất béo và muối, gây ảnh hưởng tới tim mạch và huyết áp. Một nghiên cứu đã được đăng tải trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cũng chỉ ra là rằng nam giới ăn nhiều hơn 2 phần thịt đỏ mỗi ngày thì sẽ có nguy cơ đột quỵ cao hơn 28% so với những cái người chỉ tiêu thụ khoảng 1/3 khẩu phần thịt mỗi ngày. Dưa muối là một cái món ăn rất là ngon và khoái khẩu và rất là nhiều người ưa dùng. Thực phẩm này chứa rất là nhiều nitrit có hại cho cơ thể của con người. Khi nitrit vào cơ thể thì sẽ tạo thành rất là nhiều những cái độc tố gây cho thiếu oxy. Trường hợp nặng thì có thể dây đến nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, những cái người mà có chức năng gan kém thì tốt nhất không nên ăn những cái đồ chua, và người bình thường cũng nên hạn chế ăn những cái thực phẩm này.